Chào bạn, tôi Hải Bùi đây. Hôm nay tôi sẽ làm rõ cho các bạn về cái vấn đề là chứng từ kế toán các bạn. Thì kế toán á, thì chứng từ nó rất là quan trọng đúng không? Chứng từ mà nó rõ ràng thì nó dẫn đến cho cái người làm kế toán á, hạch toán nó được dễ dàng. Bởi vì lúc đó nó rõ ràng thì chúng ta sẽ hiểu được bản chất của nghiệp vụ đó là gì. Từ đó chúng ta giải thích được cho lãnh đạo của chúng ta cũng như là những cái cơ quan chức năng khác, cơ quan thuế hay là công ty kiểm toán chẳng hạn, khi mà người ta hỏi. Được chưa? Còn chứng từ mà rất là chung chung á thì rất khó giải thích. Được chưa? Chứng từ mà chung chung tức là nó che giấu một cái vấn đề gì đó. Được không? Nên các bạn làm kế toán lấy một cái tư duy làm sao chứng từ càng chi tiết càng tốt, nó phải ghi rõ ràng với nhau và giữa các chứng từ ấy, nó phải có logic với nhau. Chứng từ này nó phải tham chiếu được với lại những cái chứng từ kia, được không? Thì nhìn trên chứng từ đó nó mới thể hiện được công ty này tổ chức bài bản về trình tự thực hiện của một nghiệp vụ. Nhìn trên chứng từ có chữ ký đầy đủ, chứng từ nào sắp trước, chứng từ nào sắp sau, chữ ký của những người trên chứng từ nó đầy đủ luôn, chứ không phải là chứng từ lập ra có 3 chữ ký mà chỉ có 2 chữ ký à. Được không? Càng rõ ràng thì vấn đề hạch toán kế toán càng dễ và nó chứng minh cho được cái nghiệp vụ đó nó có thực, các bạn đáng tin cậy, thuận lợi cho vấn đề kế toán. Còn chứng từ mà ghi không có rõ ràng, viết rất là chung chung, không có chi tiết, các cái chứng từ á nó không có logic với nhau thì chứng minh cái nghiệp vụ này là nó có một cái dấu hiệu là mập mờ ở trong này, được không? Ví dụ như các bạn nhận cái tờ hóa đơn đầu vào, công ty của các bạn là công ty về làm một cái lĩnh vực, ví dụ như là làm cái kệ bằng kệ mà đựng chậu hoa nè các bạn, kệ mà để trồng rau nè, thì khi chúng ta mua sắt thép á, thì chúng ta mua rõ ràng gọi là thép thanh bao nhiêu V rồi luôn, ghi rất là rõ ràng, ghi rất là chi tiết ra luôn. Mình thanh toán người ta là thanh về mấy, nhưng mà lần này mình nhận hóa đơn á, người ta chỉ ghi là thép thôi, người ta không ghi chi tiết như vậy. Điều đó nghĩa là bên bán á, người ta không có theo dõi chi tiết. Bên bán là công ty sản xuất, nhưng mà người ta nhập vô là nguyên liệu, người ta không có sản xuất ra, nên người ta nhập nguyên liệu là gọi là thép không. Nên người ta mặc dù là người ta sản xuất ra thép thanh, người ta bán cho mình là thép thanh, tính bằng thanh, nhưng mà do người ta không có hạch toán kế toán sản xuất nên người ta không thể viết cho các bạn chi tiết theo từng sản phẩm được. Như vậy hóa đơn này thuế không có chấp nhận các bạn. Rồi các bạn rõ ý tôi nói chưa? Mình làm là mình giữa hóa đơn và thực tế nó phải giống nhau, thì từ đó chúng ta mới kiểm soát được. Rồi rõ chưa? Rồi, các bạn thấy video này hay, cho tôi được like, comment, share về tường Facebook cá nhân cho nhiều bạn cùng xem nha. Rồi, cảm ơn các bạn.